Hello, hello, xin chào anh em. Mình Thắng Đỗ Cần Thơ. Lời đầu tiên mình gửi lời chào sức khỏe đến anh em ha. Bữa nay review tiếp cho anh em cặp gà ha. Mã số 1, đều bông chân trắng, 2950 nha. Chân xương dãy mỏng nha. Rồi, đều chân trắng, đuôi lao bông rơi ha. Nhuyễn cẳng cẳng dễ gì rất đẹp nha anh em. Chi tiết bên dép lào ha, mồng dâu chóc đứng, gà tơ sưng nha anh em. Có nhu cầu thì mình vào dép lào của mình ha. Mã số 1, mã số 2, vàng đuôi lao ha, chân vàng dày mảnh kính mít. Mẻ này đá cửa lắm cửa nha anh em, mình có test rồi ha. Mồng dâu chóc, mắt thao trắng, dày mảnh kính mít, tai một cục. Rồi anh em có nhu cầu thì vào dép lào của mình nha. Khung 3kg. Mấy con gà này qua kiểm tra hết rồi nha anh em. Anh em có nhu cầu xin vào dép lào của mình liên hệ trực tiếp nha. Mình không có tiếp tin nhắn nha. Miễn tiếp tin nhắn nha anh em. Rồi xin chào, xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Cảm ơn anh em bỏ thời gian xem clip. Xin chào, xin cảm ơn, hẹn gặp lại.